Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Bếp GB. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra ngày 1 tây tháng 12 năm 2018 nha. Đơn hàng đầu tiên của tháng 12 luôn. Sẽ có những gì đây? Rất là nhiều điều thú vị, các em hãy cùng xem nha. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của bạn Trần Ngọc Khánh Hà, 180.000 đồng. Và đầu tiên đây nha, bạn đặt là 3 bộ kit làm slime luôn đó mấy em. Mỗi bộ là 30.000 đồng. Tiếp đến thì là hũ keo sữa 15.000. Mochi, mochi thỏ nè. Đây ha, bé mochi thỏ 15.000 đồng. Porat thì là 5.000 đồng. Rồi đến là cái Twisty 12.000. Là một cái bánh sandwich nha. Đây, bánh sandwich rất là dễ thương. Và hai hũ tiết màu, mỗi hũ là 5.000 đồng. Tiếp theo, bé Thùy ơi đã đến đơn hàng của em 220.000. Có 3 bịch móc nha mấy em, mỗi bịch là 3.000 đồng. Tiếp theo thì là còn có là 3 bịch giày nữa. Đây ha, 3 bịch giày đủ kiểu hết, mỗi bịch là 5.000 luôn á mấy em. Rồi đến là tủ năm học ha. Đây, 45.000. Một mochi mèo con 15.000. Một kem Galaxy. Đây ha, kem Galaxy rất là dễ thương, 65.000. Tiếp theo thì là 4 cái Wixi nha, bánh mì này, chân gấu này, donut và cả, mỗi cái là 12.000, rất là dễ thương. Tiếp theo là đơn hàng của chị Nguyễn Thị Ngọc Linh, 123.000. Và đây nha, chị đặt là 3 bộ kit làm slime, mỗi bộ là 30.000 đồng, 12 món, làm được 5 loại slime khác nhau luôn. Đó ha, tiết kiệm 14.000 khi mua một bộ. Và bây giờ là đơn hàng của bé Nguyễn Thị Anh Thư, 109.000. Đầu tiên sẽ là bịch kẹo marshmallow 16.000 nha. Rồi đến là hình dáng BTS nè. Đó, 25.000, rất là nhiều luôn ha. Dày ơi là dày luôn á. Lắc tay BTS nè. Đây, mấy em xem. Lắc tay BTS 15.000. Bông tay thì 10.000 ha. Và bạn còn có đặt nhẫn nữa nè, 2 chiếc, mỗi chiếc là 5.000, BTS và EXO nha. Vậy như vậy là ở đây là cái chữ EXO là lộn rồi, để chị đổi cho em nha. Và đây ha, chị đổi lại cho em là 2 chiếc BTS nè, mỗi chiếc 5.000. Tiếp theo sẽ là đơn hàng của bạn Nguyễn Hồng Ngọc Diễm Quỳnh, 609.000. Và dĩ nhiên tiền ship được chia 50% này nha mấy em, chỉ còn 15.000 tiền ship. Giá đỡ nè, 10.000 đồng một cái. Rồi đến là hai bộ đồ học sinh nữ ha. Đây, mỗi bộ là 25.000 đồng, có váy này nha. Rồi đến là đồ học sinh nam ha. Đồ học sinh nam thì là quần dài và áo dài tay, là có áo ngắn tay luôn, 30.000 đồng một bộ. Ghế nè, 4 cái nha, mỗi cái thì là 5.000 đồng. Rồi đến là tập sách cho búp bê 12.000 đồng một bộ. Đó, cho búp bê học bài. Wow, có cả váy cổ trang nữa nè, rất là xinh đẹp luôn mấy em ơi, 50.000 đồng nha, màu hồng có viền xanh và đỏ nè, rất đẹp. Tiếp theo là hai cái cài tóc nha mấy em. Đây, hai cái cài tóc cho búp bê nhỏ nhỏ xinh xinh ha, mỗi cái là 5.000 đồng. Ping pong, tiếp theo thì là anh Ken nha. Đây, anh Ken tóc vàng, anh Ken tóc đen và là tóc thật đó. Thì hai anh này mỗi anh là 50.000 nha mấy em, rất là đẹp trai và phong độ luôn. Tiếp đến là hai bạn mannequin nha, mỗi bạn là 28.000 để cho các bạn của chúng ta sẽ học làm nhà thiết kế thời trang party. Wow, có cả giường cho búp bê, là có phần nệm này nha, gối đầu, gối ôm 60.000 đồng một cái. Tiếp theo thì còn có cặp táp cho búp bê này nha mấy em. Đây, cặp táp cho búp bê là 9.000 đồng một cái. Ở đây là có 4 màu ha, cho 4 búp bê khác nhau, rất là dày dặn. Tiếp theo thì sẽ là hai bộ đồ kimono ha, rất là dễ thương luôn. Mỗi bộ là 60.000, bộ này là bộ ngắn này nha. Đây ha, bộ ngắn thì là may là vải hai lớp luôn nè, rất là đẹp và có đính hoa nữa ha. Đây, 60.000 một bộ. Đây nữa nè, đó, rất là đẹp luôn nha. Ê, 50.000, chị nói lộn. Chỉ có 50.000 thôi nha mấy em. Này mấy em xem nè, đồ may rất là sắc sảo và đẹp luôn nha. Tiếp theo là đơn hàng của chị Hằng, 165.000. Wow, chị có đặt là một búp bê mắt đá nè, váy hồng ha, tóc thì vàng hồng, rất là đẹp, 35.000. Rồi đến là búp bê cô dâu. Đây, cô dâu rất là xinh đẹp luôn nha. Đây nè ha, phần váy đỏ nè, thêu đó, có trái tim lấp lánh nè, khuôn mặt nè ha cũng đẹp nữa, có đeo cái dây chuyền nè ha, và phần lúp cũng đẹp luôn nha, tóc xoăn nhẹ nè, 47.000 thôi. Rồi đến là hai cái cài tóc cho búp bê nha mấy em. Đây, mỗi cái là 5.000 đồng.
mà xinh quá trời luôn á. Xin chào, và đây là hai bạn gà con, một bạn thì đeo kính cận, bạn này thì là đội nụ mũ nha. Thì mỗi bạn như vậy là 5.000 đồng đó, là viết đó mấy em. Rất là dễ thương. Và bây giờ thì chị sẽ thử ha, bạn gà con này. Rồi ok, rồi đến là bạn gà con này, ok nha. Tiếp theo còn có hai phụ kiện nữa nè, rất là đẹp luôn. Thì mỗi bịch là 5.000 ha. Ở bên đây là có bông tai nè, rồi có lắc tai, có vòng cổ rồi nha, 5.000 một bịch. Tiếp theo thì là phần váy nha, váy đơn giản. Váy đơn giản 20.000 đồng nè ha. Có kim sa, rồi có viền ren ở dưới đây. Đó, ở phía sau là, đó, rất là đẹp nha. Có xếp ly nữa nè, 20.000. Ping pong, Lê Trần Anh Nguyên ơi, đã đến đơn hàng của em nè, 205.000. Wow, và bạn có đặt là một búp bê hoa hồng rất là xinh đẹp nè mấy em. Đó, miệng cười chím chím, tóc vàng, mái bằng ha, nè mái tóc nè, đẹp chưa? Váy cũng đẹp nữa nha. Và búp bê này là 140.000 đồng ha, có phần cài tóc ở trên đầu nữa. Đó, váy cũng đẹp nữa nha. Đây. Tiếp theo sẽ là bộ đồ yếm nha. Đây, bộ đồ yếm nè. Vải rất là đẹp luôn đó mấy em. Đây nha. Vải này là kaki rin á, không bao giờ bị lỗi mốt hết. Bên trong còn có một cái áo do nó trùng màu với lại cái nền quá nè, cho nên các em dòm không có thấy rõ. Đây nè ha. Nếu để như cái vầy thì các em sẽ thấy rõ hơn về cái áo ha. Đó, rất là xinh luôn. 35.000 thôi nha mấy em, bộ yếm nè. Mình mặc là mình trồng cái chân búp bê vô như thế này nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Tiêu Huỳnh Bảo Nghi, 192.000. Có 3 búp bê mắt đá nha. Một là tóc vàng hồng nè, tóc trắng hồng nè, tóc tím hồng nè. Wow, có 3 bạn luôn. 3 bạn và 3 màu tóc khác nhau, cũng như là 3 chiếc váy khác nhau, rất là đẹp nha. Chỉ có 35.000 đồng một bạn thôi đó mấy em. Tiếp theo sẽ là cái mochi may tím ha, rất là đẹp, 15.000 đồng. Kẹo hamburger thì chúng ta có là 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8, 10 viên, mỗi viên là 2.500 ha. Rồi đến là một cái whisky donut, 15.000 đồng. Phụ kiện, wow, vòng tay, bông tay và dây chuyền đồ rất là đẹp, 5.000 một bịch. Hello, bây giờ là đơn hàng của tạp hóa Hoàng Yến nha. Mẹ Hoàng Yến tặng cho bé đơn hàng 85.000. Và đơn hàng này còn có đặt chị thêm là một cái lâm mây và hương dâu, cho nên tăng thêm tổng tiền là 120.000 nha. Đầu tiên thì là có đặt là một búp cuốn mèo nè ha. Rồi pony nè, đó pony, xương rồng, đó xương rồng rất là dễ thương. Rồi đến là một cái kem thỏ, hai cái kem thỏ nha, đó tai thỏ vàng và hồng. Cuối cùng thì là một Pokemon, đó rất là dễ thương nha. Mỗi cái như vậy thì là chỉ có 5.000 đồng thôi ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử viết nha. Bây giờ nè ha, Pokemon nè, ok, kem thỏ nè ha, màu vàng nè ha. Rồi ok, cuốn mèo nè nha, ok. Rồi đến là bạn này, yes, pony, yes. Tiếp theo thì là xương rồng ha, ok. Rồi đến là một mèo Doraemon, đó là cái bịch mắt ha. Bịch mắt Doraemon rất là dễ thương, 25.000 đồng. Một hũ slam mây, 30.000 đồng thì chỉ có kèm theo cho em là tuyết nè ha. Và cái charm này, đó, rất là đẹp luôn, chỉ có 30.000 đồng. Cũng như là chai hương, 5.000. Tiếp theo là Huỳnh Kim Hoàng Lan, đơn hàng 409.000 nha. Có vòng nhựa BTS nè, 8.000 đồng ha. Rồi đến là lắc tay chữ, 15.000 đồng. Móc khóa, wow, móc khóa thì 20.000 nha. Thẻ hình thì là 15.000 đồng. Rồi bạn còn có đặt là cái ba lô đây nha, ba lô BTS 55.000, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì là nón ha, 40.000 đồng. Charm kẹo mút 50.000, rất là xinh luôn. Hũ tim nè, 2, 4, 5 hũ có nắp nha, 5 hũ có nắp. Phụ kiện cho búp bê 5.000 một bịch, chai hương dâu này thì là cũng 5.000. Wow, và bây giờ là nàng tiên cá của chúng ta, nàng tiên cá của tháng 12 rất là xinh đẹp nha. Tóc hồng, đó, gợn sóng như hoa hồng vậy đó.
rất là xinh luôn, 150.000. Và đến là lắc tay rang Hello Kitty, mấy em xem nè nha. Đó, chỉ có 8.000 thôi mà còn kèm theo cái charm Hello Kitty cực kỳ đáng yêu luôn. Và một cái bóp viết BTS 40.000 đồng, có 2 ngăn nha. Tiếp theo là đơn hàng của chị Nguyễn Thị Thảo, 226.000. Ping pong, đầu tiên thì bạn có đặt là 4 cây viết lọ điều ước này mấy em. Thì mỗi một cây là 5.000, chúng ta sẽ ghi điều ước ở trong đây ha. Và hàng ngày mình sẽ nghĩ đến điều ước để mong cho nó thành sự thật. Và mỗi cây như vậy là 5.000 đồng nha. Hoặc chúng ta còn có thể làm mật thư để gửi cho nhau những cái thông điệp và thật là thú vị trong cuộc sống. Và bây giờ thì mình sẽ thử viết nha mấy em. Ok nè. Yes. Good. Và good. Tiếp theo thì là gom tẩy hình mặt cười này mấy em nha. Gom tẩy hình mặt cười thì ở đây là cái gom này là 5.000 đồng, có 3 mặt ha. Cứ 5.000 đồng nè, đó 3 mặt. Trời dễ thương quá à ha, nhất là cái mặt này nè. Rồi đến là đèn cây thông Noel nha, 30.000 đồng đó mấy em. Mình sẽ rút cái này ra ha và thử đèn nha. Và đây là 30.000 đồng ha. Đó, đèn trang trí Noel rất là dễ thương. Tiếp theo thì còn có là bút nỉa và bút dao nha mấy em. Mỗi cây là 5.000 đồng. Và bây giờ thì mình sẽ thử viết ha. Ok. Tiếp theo sẽ là cái mộc in nha. Cái mộc in hình cái này nè. Đó, giống như là cái bông hoa vậy đó. Nghệ thuật ha. Đây, rất là dễ thương luôn. Mộc in này là 5.000 nha. Rồi bạn còn có đặt là hai cây bút tàng hình nữa nè mấy em. Đây, mỗi cây là 8.000. Rồi đến là điện thoại nha. Điện thoại iPhone 8S mà chỉ có 5.000 thôi. Ba quyển sổ tay mini nha, Conan nè, đó, đây rất là dễ thương luôn. Mỗi quyển như vậy thì là 6.000 đồng nha mấy em. Rất là đẹp nè, mấy em thấy không? Đó, còn có hình Hello Kitty và bạn này là bạn gì đây? Nha. Wow, có cả chân gấu, Wixi 12.000. Rồi đến là hai bộ kit làm slam, mỗi bộ như vậy thì là 30.000 đồng nha. Còn bây giờ là đơn hàng của bạn Lê Đặng Khánh Ngọc, 265.000. Đầu tiên thì bạn có đặt là ba cái bút xóa của nhóm BTS ha. Đây là 1 nè, 2 nè, và đây là 3 ha. Ba bút xóa BTS, mỗi cây là 20.000 đồng ha. Một vàng, màu xanh lá và màu xanh dương. Rất là đẹp luôn. Rồi đến là bút xóa mà của nhóm Blackpink nha. Đây, bút xóa của nhóm Blackpink. Rất là đẹp luôn nè mấy em. Đó, những cô nàng vừa hát hay mà vừa nhảy đẹp nữa. Cũng là 20.000 đồng luôn ha. 20.000 một cây nha. Một bịch tuyết Mỹ nè, tuyết Snow Quender 8.000 nha. 10 kẹo hamburger, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8, 9. Với một nữa là 10 viên ha, mỗi viên 2.500. Có thẻ hình BTS là 15.000 đồng. Tiếp theo thì sẽ là hình của những cô nàng ha, những cô nàng nhóm Blackpink. Rồi mặc đồ Hàn Quốc luôn nè mấy em, đồ truyền thống á nha. Và hình dáng này to như là poster vậy đó, rất là đẹp luôn. Đây, 20.000 đồng mà rất là dễ thương ha. Nhìn nó rất là trong sáng và đẹp. Wow, và bây giờ là bộ kit siêu mềm 53.000 nha. Có 9 loại đồ chơi, tiết kiệm được 10.500 đồng đây nè mấy em ha. Có Quixi, Mochi, kính lấp, rồi slam, bánh và có kẹo hamburger nữa nè ha. Rất là tuyệt vời luôn. Yeah, và tiếp theo thì là thời khóa biểu BTS. Đây, thời khóa biểu BTS mẫu mới nha. Rất là đẹp luôn ha. Thì ngoài cái công việc là chúng ta ghi cái thời khóa biểu học tập, chúng ta còn có thể là ghi lịch ăn uống, lịch thời trang, quần áo như thế nào, lịch công việc cũng như là lịch tập thể dục. Đó, rất là tiện lợi luôn nha, 14.000 đồng một cái. Tiếp theo là Nguyễn Thị Hồng Gấm, đơn hàng 78.000. Yeah, bạn có đặt là móng tay nè mấy em, đồ này là dán cái móng tay lên trang trí luôn ha. Có móng tay và có kim tuyến và có keo luôn. Đây, 1, 2, 3, 4 và 5 nha, mỗi cái là 7.000 đồng. Tiếp theo thì sẽ là hai cái móng tay dán nè. Dán cái này lên trên móng mình trực tiếp luôn ha, 5.000 đồng một cái, rất là đẹp. Trần Triệu Liên ơi, đơn hàng của em đây, 204.000. Đây nha, là có những cỏ bốn lá nè, mỗi cái là 5.000 á, rất là dễ thương. Hồ ha, 10.000 đồng một bịch. Tiếp theo thì sẽ là một cái ren cổ nha. Đây, ren cổ hình cái chuông nhưng mà bên shop là hết hình chuông rồi nha. Còn cái hình này là hình cái mỏ neo á, cũng rất là cá tính và đẹp. Hy vọng rằng là em sẽ thích nha.
Đó, còn đây là cái ren của nó nè, tròn 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 ha. Đó, đây. Dễ thương chưa? Tiếp theo sẽ là bộ bếp nhôm hả, 60.000 đồng, nấu được những món ăn mini rất là dễ thương luôn nha. Cái phần này nó dính ở ngoài cái bọc nha mấy em. Này thấy không? Nó dính ở ngoài cái bọc nha, chứ không phải nó dính ở bên trong đâu nha. Rồi đến là xốp li ti 9.000. Tiếp theo chúng ta còn có cây đèn, đèn trang trí Noel ha, là hình cây thông mà kiểu như là lúa như thế này. Đó, chị sẽ tháo cái này ra và mở công tắc nha. Rồi đến là son Vaseline nè. Đây, son Vaseline thì chỉ có 15.000 nha. Và một bút kem tay thỏ nè, 5.000. Đây ha, chị sẽ thử bút nha. Ok. Tiếp theo là Trần Phương Mỹ Linh, đơn hàng 77.000. Yeah, và là gom tẩy hình mặt cười hết sức đáng yêu, 5.000 đồng một bịch. Bút móc chìa khóa này nha, 5.000 đồng ha. Sau đó thì đến là bút ngựa Pony, 5.000 đồng nha. Tiếp theo thì sẽ là bút ngôi sao này nha. Bút ngôi sao có trái tim rất là dễ thương, 5.000 đồng ha. Và bây giờ thì mình sẽ thử viết ha. Rồi. Ok. Còn đây là ngôi sao này không ra mực rồi. Và chị đổi lại cho em cây khác nha. Ok nha. Và đây nha, tiếp theo thì là một cái cơm ba. Đây, cơm ba 18.000, có hình của búp bê rất là dễ thương nha. Rồi đến là hình dáng búp bê nè, 2.000 đồng một tấm ha. Có rất là nhiều kiểu luôn để chúng ta làm nhà thiết kế thời trang cho búp bê mặc đồ và thay đồ ha. Giống như là game thời trang vậy đó mấy em. Và đây nha, cuối cùng thì là một chiếc nhẫn PVS inox rất là dễ thương, 5.000. Tiếp theo Trần Hà My ơi, đã đến đơn hàng của em 175.000. Có hai búp bê mắt đá nè, đó. Hai búp bê mắt đá mỗi em là 35.000 nha. Rồi đến là heo Peppa Pig, đó. Bạn này là rất là xiên vào bếp luôn. Mỗi bạn như vậy thì là 5.000 đồng. Hai cái laptop thì cũng là 5.000 đồng một cái. Rồi đến là cặp táp cho búp bê đi học thì là 9.000 đồng một cái nha. Có vỉ giày búp bê 17.000, 12 đôi. Rồi đến là bịch khăn nè, đó, có khăn mặt, khăn tắm và một cái mền cho búp bê ha. Bộ này là 15.000, rất là đẹp. Ping pong. Và bây giờ là đơn hàng của bạn Nguyễn Hoàng Lina, 192.000. Thì đây bạn có đặt là một cái cặp BTS màu hồng ha, 55.000 đồng nha. Rồi nha, tiếp theo thì là bốn cái nhẫn BTS này mấy em, mỗi chiếc 5.000. Rồi đến là các cặp tab BTS 9.000 đồng. Wow, và bộ đồ kimono hết sức là dễ thương luôn nè mấy em. Đó nha, bộ này là có giá là 50.000 á mấy em, rất là đẹp luôn nè, may cũng đẹp nữa ha. Là một cái móc khóa BTS, quá, có hình của bông tuyết kèm theo nữa, 20.000 đồng. Và một cây vít xương rồng, đây vít xương rồng rất là đẹp luôn, 5.000. Và đây chị sẽ thử viết nha. Ok. Tiếp theo là đơn hàng của mẹ Thúy Lan tặng cho bé Như Ngọc. Mẹ Thúy Lan tặng cho bé Như Ngọc là đơn hàng 198.000. Chúc cho bé Như Ngọc ngày càng ngoan ngoãn, học giỏi và mau ăn chóng lớn, cũng như là được nhiều người yêu thương nha. Đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem đơn hàng của mẹ Thúy Lan tặng cho bé Như Ngọc là những gì nha. Đó là một hộp búp BTS rất là đẹp luôn, màu xanh da trời, 40.000 đồng ha, có 2 ngăn luôn á. Hai bịch marshmallow dâu nữa chứ. Trời ơi, đã quá, 16.000 đồng một bịch. Rồi đến là hình dáng BTS nha, hình dáng mà của các anh đang ở ngoài biển nè. Đó, rất là đẹp luôn ha. Chỉ có 10.000 đồng thôi đó mấy em. Rồi đến là lắc tay 15.000 đồng. Thước nè 8.000 đồng nha. Kẹo dẻo hamburger 2, 4, 6, 8, 10 viên, mỗi viên là 2.500. Rồi kẹo Milo 2, 4, 6, 8, 10 viên, mỗi viên là 2.000. Tên tên tên. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Đặng Loan, 239.000. Đầu tiên sẽ là hũ keo sữa nè, 4.000 đồng nha. Rồi đến là hai bịch borax nè, mỗi bịch 5.000 đồng.
Kẹo Milo 2, 4, 6, 8, 10 viên. Mỗi viên 2.000, rất là ngon. Bộ kit làm slam thì làm 12 món, làm được 5 loại slam chỉ có 30.000 đồng thôi, tiết kiệm được 14.000 khi mua vỉ này. Ê, cái bịch này, wow, lắc tay Ấn Độ rất là đẹp, chỉ có 5.000. Và đây thì là cái kiến nha, cái kiến lứt này mấy em. Đó, rất là đẹp luôn ha, 5.000 đồng ha, dày cũng 5.000 luôn. Tiếp theo là cơm trái cây, cơm tròn và cơm tim, mỗi bịch 5.000. Tuyến thì là 10.000 ha. Wow, có kim tuyến giấy nữa nè, 5.000 nha. Màu, màu này thì là 2.000 đồng một chai. Slam trong suốt, đó, slam trong suốt có hình bạn nhện, 5.000. Rồi đến là cái ba lô, đây, ba lô rất là đẹp luôn, 15.000. Vỉ dày nè, vỉ dày 16.000, rất là xinh. Wow, và còn có cả giày patin và cũng như là đôi giày bốt này nữa ha. Và có giày quyển tập, ấy, và có ví quyển tập trở lại rồi nha mấy em, quyển sổ này ha, 5.000 đồng. Đây, chúng ta sẽ thử viết, ok nha. Chú bút chì Hello Kitty có máy làm cà phê cappuccino, 7.000 đồng, rất là đẹp nha. Kim tuyến 3 hũ, 5.000 đồng. Tiếp theo thì là váy yếm len ha, váy yếm len 35.000 đồng ha, có những hạt trân châu rất là đẹp và cái phần này là chúng ta sẽ cột vào cổ, rất là xinh luôn á. Và tiếp theo là đơn hàng của chị Nguyễn Thị Thúy An, 143.000. Có hai ba lô BTS ha, hồng và đen luôn nè mấy em. Đó, mỗi ba lô là 55.000. Rồi đến đơn hàng của bạn Nguyễn Thành Dương, 111.000 đồng. Có nón BTS nè mấy em, 40.000 đồng nha. Rồi đến là vòng tay BTS 8.000, bên trong thì có chiếc nhẫn BTS luôn nè. Đó, nhẫn BTS ha, 5.000 đồng. Và một cái bịch mắt, đây, bịch mắt rất là dễ thương, 25.000 nha. Còn bây giờ là đơn hàng của bạn Cao Huỳnh Như, 127.000. Tiên sẽ là hũ ke sữa này nha, 15.000 đồng. Rồi đến là anh Ken, đây, anh Ken 45.000 ha. Đây nè, anh Ken 45.000 đồng nha, rất là đẹp luôn. Cái ba lô, đây ba lô thì là 15.000 ha. Và có bịch giày nữa nè, 5.000. Slam thú, 5.000 đồng. Đồ đơn giản ha, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, mỗi cái là 3.000. Rồi tiếp theo là đơn hàng của chị Phạm Thị Thu Hà, 103.000. Và đầu tiên thì là bạn Thu Hà có đặt là 2 sợi dây chuyền nha. Đây, 2 sợi dây chuyền nè. Mỗi một dây như vậy thì là 15.000 ha. Đây, hình này là hình của Simin đúng không em? Còn đây là Jungkook, rất là dễ thương nha. Rồi đến là 2 chiếc nhẫn BTS, mỗi chiếc 5.000. 2 cái lắc tay, mỗi cái là 15.000. Rồi đến là Trần Dung, đơn hàng 138.000. Đây, yeah, bạn có đặt là 2 cái quạt BTS nha mấy em. Đây, vừa quạt mát và vậy, vừa có hình của thần tượng của chúng ta ha, 20.000 đồng một cái. Nhẫn BTS thì là 4 chiếc ha, mỗi chiếc là 5.000 đồng. Tiếp theo thì là dây chuyền mặt vuông. Đây, dây chuyền mặt vuông, mỗi dây là 15.000 đồng. Thẻ hình ha, cũng 15.000 luôn, rất là đẹp. Tin 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 tin, Nguyễn Ngọc Phi Yến ơi, đã đến đơn hàng của em nè, 289.000. Và đây nha, bạn có đặt là một cái két sắt hình của bạn heo Peppa Pig, rất là dễ thương. Mã số ban đầu để mà mở két sắt là 4 số 0, giá là 240.000 đồng. Chúng ta có thể bỏ tiền vào đây một cách an toàn, bảo vệ bằng cái mật mã của mình. Muốn thay đổi mật mã, các em vào kênh của chị có cái video mà hướng dẫn thay đổi mật mã đó nha. Đó, 240.000. À, muốn lấy tiền ra dễ dàng, còn không ai lấy được hết. Và không cần phải đập heo giống như là chúng ta mua heo đất nha. Rất là tiết kiệm và hiện đại, đúng không nào? Tiếp theo thì là vòng tay BTS màu đen nè, 8.000 ha. Và cây thước BTS 8.000 nữa. Tiếp theo, Nguyễn Hà Linh ơi, đã đến đơn hàng của em 110.000 đồng. Đó chính là Borat, mỗi bịch là 5.000 đồng nha. Sau đó thì đến là kim tuyến 3 hũ, 5.000 đồng. Hương nè ha, dâu, hương dâu 5.000 đồng, hương sữa 5.000 đồng, màu hồng 2.000 đồng, tuyết nè 10.000 đồng một bịch, bơm bơm 5.000 đồng nha. Cốm trái cây là 5.000 đồng luôn. Tiếp theo là 4 cái charm rất là dễ thương, 5.000 một cái. Rồi đến đơn hàng của Lường Thị Nhung, 86.000. Có 2 bịch đất sét nè, mỗi bịch là 3.000 đồng. Bô rá thì 5.000 một bịch. Tiết bông bạc 8.000 đồng, keo sữa nhỏ 4.000 đồng, cốm trái tim 5.000 đồng, 2 chai hương 2.000 đồng một chai, hương dầu 5.000. La la, còn đến đơn hàng của bạn Nguyễn Thúy Vi, 137.000 là những gì đây? Đó chính là nón BTS
40.000 đồng nha. Rồi đến là một cái bịch bắp BTS. Trời ơi dễ thương quá nè mấy em. Đó 25.000 ha. Thước BTS 8.000 đồng nha. Vòng tay đen trắng mỗi vòng 8.000 nữa. Dây chuyền BTS đây 15.000. Tiếp theo là bé Sa Hân, đơn hàng 41.000 nha. Thì có là hũ keo sữa nè 15.000 đồng. Kẹo hamburger 2.500 một viên. Hũ trái tim 2.000 đồng ha, một hũ có nắp. Đây bút chim cánh cụt, rất là ế lộn chim cuốn mèo nha mấy em, 5.000 một cây ha. Ok rồi đấy là sợi dây chuyền BTS nè, rất là đẹp luôn nha, 15.000 đồng. Rồi đến là hình dáng búp bê, mà loại hình nổi thế này thì là 4.000 đồng nha mấy em. Đó, có hình búp bê với lại những kiểu tóc khác nhau, rất là đẹp luôn. Ôi, bây giờ là đến đơn hàng của Trương Đỗ Trúc My rồi, 330.000 đồng Trúc My ơi. Đây ha, là có đồ học sinh nè nha mấy em, có áo nè ha. Đó, rồi đến là váy nè, đó, rất là đẹp luôn. Nguyên một bộ như thế này, 25.000. Tiếp theo là đến bộ đồ yếm nha. Đây yếm trắng và áo hồng ha, rất là dễ thương luôn, chỉ có là 35.000 đồng thôi nè mấy em. Đó rất là đẹp nha. Ba lô cũng xinh nữa, 15.000. Và đặc biệt, wow, chúng ta coi nè. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nha. 9 cái bịch tập sách cho búp bê học bài luôn, mỗi bộ 12.000. Rồi đến là đồ bộ dài cho búp bê nha. Bộ này thì 30.000 nè, áo tay dài và quần dài, mặc rất là ấm áp và không sợ mũi chích nữa. Dễ thương ha, hình hoa hồng. Tiếp theo thì sẽ có là bộ áo dài nha. Đây nè ha, quần nè, nó có sự lấp lánh màu cam. Áo chấm bi, cái màu bên ngoài nó đẹp hơn nha. Đây ha, mấy em xem nè ha, nguyên bộ áo dài rất là dễ thương luôn, 40.000 đồng nha. Tiếp theo sẽ là búp bê tiểu thư xinh đẹp nha. Váy áo rất là lấp lánh, có túi Hello Kitty nữa, 35.000. Ê 47.000, chị nói lộn nha. Rồi đến đơn hàng của bé Ngọc Khánh, 121.000. Đầu tiên sẽ là hai bịch phụ kiện mới nè, mỗi bịch là 5.000 đồng ha. Rồi đến là vỉ giày nè, 17.000 nha. Có 12 đôi tập sắt cho búp bê, 12.000 đồng một bộ ha. Ba lô kiểu mới thì bạn đặt là hai cái nha, một cái màu vàng và một cái xanh dương chấm bi, 15.000 một cái. Đây, rất là đẹp luôn. Phùng Xuân Mai ơi, đã đến đơn hàng của em 119.000. Đó chính là bộ bếp nhôm. Đây, rất là đẹp nha. 60.000 đồng có kèm theo. Bạn đặt là hai cây nến nè. Mỗi cây 2.000 để nấu ăn ha. Và ba bịch borax nha. Đây. Mỗi bịch là 5.000 đồng đó. Ha. Tiếp theo là đơn hàng của bé Thanh Ngân 59.000. Thì đây nha, đầu tiên sẽ là 4 cây bút ha, chim đậu trên cành cây, hót líu lo, kem tay thỏ, bông hoa và xương rồng. Mỗi cây như vậy thì là 5.000 đồng. Đó. Rồi bạn còn có đặt thêm là bút khủng long. À, khủng long ha, chít, rất là dễ thương, cũng 5.000, cũng như là ba cái cây bút nước ngọt ha, mỗi cây là 7.000 đồng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử bút nha. Đây khủng long, hoa, tất cả đều 5.000 một cây mấy em. Xương rồng, nhớ chủ khác đó là người ta bán tới 15.000, 10.000 một cây á. Đây shop chị bán chỉ có 5.000 một cây thôi, rất là rẻ luôn. Chim 5.000. Rồi đến là bút nước ngọt này nha. Ok. Và chị bán chị còn thử nữa ha. Đó. Và bây giờ là đơn hàng của bạn Đoàn Khánh Vi 160.000 đồng. Yeah, và đây thì bạn Khánh Vi có đặt là 4 cái hũ slam mây nha, 4 hũ slam mây, mỗi hũ là 30.000 ha. Thì chị có tặng kèm theo cho em là 4 bạn charm nhỏ dễ thương ha, và một bịch tuyết. Bịch tuyết này nó rất là nhiều nha. Đó, nó nhiều hơn bịch tuyết bình thường chị bán luôn đó. Để về em sẽ pha tuyết và trộn vô slam chơi thêm, có nghĩa là nó sẽ nhiều hơn cái hũ này nữa. Thực tế nếu mà các em trộn slam vô, trộn tuyết vô nữa thì nó sẽ có khối lượng nhiều hơn nữa nha, chơi rất là đã và xốp luôn. Còn ở đây thì chị làm slam cho nó hơi ướt ướt, bởi vì khi mà vận chuyển chị sợ nó khô cứng thì mình sẽ không chơi được nha. Và chị có cho thêm tuyết, các em về sẽ trộn vô nó sẽ rất là tơi xốp và ra được nhiều slam hơn nữa, rất là đẹp luôn. Kèm theo là 4 cái charm nha, mỗi hũ 30.000 á mấy em. Rồi đến đơn hàng của bạn Đỗ Thị Lan 113.000. Thì bạn có đặt là 5 cái nến nhỏ này nha mấy em, mỗi cây là 2.000 đồng. Rồi đến là một cái slam mây.
ấy, một cái cham mây chứ, một cái cham mây và một cái cham bình sữa, mỗi cham là 5.000 đồng. Tiếp theo thì bạn có đặt là một slam sữa bé và một slam mây 30.000 đồng. Tuy nhiên là hiện tại là ở bên shop là vừa mới hết một chút nữa ha, sáng ngày mai thì người ta sẽ giao đến cho chị là slam mới làm luôn. Đó thì slam mới làm á thì nó sẽ rất là ok đúng không? Các bạn nào chơi slam thì sẽ biết. Cho nên là Đỗ Thị Lan ơi, em thông cảm nha. Trên video thì chị sẽ nợ em là hũ slam mây và hũ slam sữa béo, nhưng hàng đến nhà thì đảm bảo với em là sẽ có là slam mây và slam sữa béo, cũng như là tặng kèm cho em là hai cái cham và một cái bịch tuyết cũng như là borat, hay để chị tặng trước nha. Và đây ha, đây nè là borat nè, đây là tuyết có chữ T nè nha, và đây là hai bạn cham chị gửi tặng cho là Đỗ Thị Lan trước ha. Là cái tuyết là sẽ kèm theo là cái tuyết này nè, thì sẽ kèm theo là slam mây ha, và cái cham này nè đó. Còn bên đây á, thì là borat, và bạn cham này sẽ kèm theo là cái slam sữa béo nha. Rồi còn hai cái hũ đó thì ngày mai chị sẽ lựa cho em hai cái hũ đẹp và dễ thương, em yên tâm nha. Nợ trên video thôi, hàng đến nhà đảm bảo sẽ có. Và như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 1 tháng 12 năm 2018. Thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở video sau. Nếu các em muốn gọi đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707 nha. Và đừng quên là xin phép ba mẹ trước khi gọi đặt hàng. Còn bạn nào muốn tham gia mini game thì tháng 12 chị đã có câu hỏi ở video ngày hôm qua rồi nha. Các em hãy nhớ cái video của ngày 30 tháng 11 á nha. Các em vào đó trả lời thì cứ là đến cuối tuần thì chị sẽ trả lời, chị sẽ ra kết quả và ra mini game mới nha. Chúc các em may mắn khi xem video của chị. Thân ái chào tạm biệt các em, chúc các em vui vẻ học giỏi nha.